Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Phong ngã giá gì với ông Trọng, vì sao lại trở mặt với Lê Thanh Hải. Nguyễn Thành Phong xem như là một trường hợp khá thành công trong vấn đề vận động để được ở lại chức vị chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Một cuộc đàm phán đều có những thỏa thuận, để đi được đến thỏa thuận thì phải có những lần trả giá. Thế lực ông Trọng hiện đang là mạnh nhất nhưng không phải là mạnh tuyệt đối. Nếu mạnh tuyệt đối thì ông Trọng đã cho Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải vào lò từ lâu, chứ không phải đợi đến bây giờ mà chưa làm được gì hai nhân vật này. Với ông Trọng thì tham vọng của ông là lưu danh sử sách với lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông muốn bản thân ông cũng là người ngồi chung ngôi đền huyền thoại dành cho các vị lãnh tụ. Ngôi đền đó hiện nay đã có hai nhân vật ngự trị, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Ông Trọng giờ muốn làm điều lớn lao thì buộc ông phải thực hiện xong hai việc lớn, đó là tống Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải vào lò. Hai nhân vật này được người dân rất kỳ vọng là cần phải bị trừng trị đích đáng. Vậy liệu ông Trọng có làm được hay không? Thì đó là một câu hỏi rất lớn. Và tham quyền cố vị là bề nổi, ẩn bên trong là ông Nguyễn Phú Trọng muốn bình thiên hạ. Còn 5 năm nữa, ông Trọng có thể thực hiện ước mơ đó. Và đầu nhiệm kỳ thứ 3, ông Trọng cần phải làm gì? Việc đầu tiên là ông cần phải tống được Lê Thanh Hải vào lò. Còn Nguyễn Tấn Dũng thì từ từ tính sau. Và hiện tấn công vào Lê Thanh Hải là dễ hơn tấn công vào Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Tuy Lê Thanh Hải yếu hơn Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bắt được Lê Thanh Hải không phải là dễ. Ông Trọng hiện nay đã xác định ông Nguyễn Văn Nên cần được trợ lực. Vậy thì ai là người sẽ trợ lực Nguyễn Văn Nên đây? Thứ nhất là ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhì là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và bài toán ông Trọng là muốn thay thế vị trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để là người phối hợp tốt nhất với Nguyễn Văn Nên trong công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng ở phía Nam. Và câu hỏi đặt ra là cơ hội nào sẽ dành cho Nguyễn Thành Phong? Nếu là trước đây một tháng, nhiều người đánh giá tới 90% Nguyễn Thành Phong sẽ bị thay thế. Nhưng đến bây giờ thì thế cờ chính trị đã đổi chiều. Người ta lại đánh giá hết 90% là Nguyễn Thành Phong được ở lại chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Nguyên nhân là lý do tại sao? Theo giới phân tích, dịch bệnh là cơ hội ngàn vàng để Nguyễn Thành Phong lấy cớ ở lại. Việc dịch bệnh bùng phát tại một thành phố 10 triệu dân thì nguy hiểm vô cùng. Nguyễn Thành Phong là người chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai công tác chống dịch bệnh này. Cũng vì công tác chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán cần phải liên mạch nên Trung ương không dám thay ngựa giữa dòng. Rồi thay ngựa giữa dòng một người mới để dịch bùng phát thì tất cả bố rìu dư luận sẽ đổ lên Đảng Cộng sản. Và người Cộng sản thì rất sợ chịu trách nhiệm nên họ rất nhát trong vấn đề gánh vác trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với Nguyễn Thành Phong. Tận dụng cơ hội này vừa tái cử, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cam kết đẩy lùi đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Thành Phong cam kết nhiệm vụ đầu tiên là ưu tiên hàng đầu hiện nay là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép. Ông Nguyễn Thành Phong tận dụng cơ hội này cộng thêm việc vận động hành lang thì khả năng ở lại chức chủ tịch của ông Nguyễn Thành Phong là rất cao. Và vào sáng ngày 24 tháng 6, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả bầu Hội đồng Nhân dân cho thấy ông Nguyễn Thành Phong có uy tín tuyệt đối với chính quyền thành phố. Đây là một lý do chính đáng để ông Nguyễn Thành Phong đòi được ở lại. Và điều đáng nói là những ekip lãnh đạo thành phố từ nhiệm kỳ trước cũng đã được giữ nguyên chức vụ. Ekip lãnh đạo gồm 5 phó chủ tịch và 18 ủy viên ủy ban, tất cả đều rất vững vàng ở ngôi vị và sẵn sàng để hỗ trợ ông Nguyễn Thành Phong. Và câu hỏi đặt ra là ông Nguyễn Thành Phong đã ngã giá như thế nào với ông Nguyễn Phú Trọng? Ông Nguyễn Thành Phong thừa biết Nguyễn Phú Trọng cần gì? Và vì sao ông Nguyễn Phú Trọng muốn thay ngựa giữa dòng đối với Nguyễn Thành Phong đây? Ông Nguyễn Phú Trọng cần một chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ Nguyễn Văn Nên trong công việc bắt giữ Lê Thanh Hải. Và Nguyễn Phú Trọng biết Nguyễn Thành Phong từng là trưởng thành từ Thành phố Hồ Chí Minh và có mối quan hệ ơn nghĩa với Lê Thanh Hải. Dù sự gần gũi với Lê Thanh Hải không bằng Tất Thành Cang và Nguyễn Văn Đùa, nhưng rõ ràng với mối quan hệ giữa Nguyễn Thành Phong và Lê Thanh Hải thì đủ để Nguyễn Thành Phong
không dám mạnh tay đối với ông Lê Thành Hải. Và để được ở lại chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Phong cần phải ngồi lại và đồng ý sẵn sàng mạnh tay với Lê Thành Hải nếu điều kiện cho phép. Chỉ có vậy thì Nguyễn Thành Phong mới giữ được chiếc ghế của mình, còn không có cách nào khác cả. Đây là hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán là cơ hội cho Nguyễn Thành Phong ở lại. Nguyễn Thành Phong là một tay làm chính trị lão luyện. Ông ta tranh thủ tận dụng thời cơ, nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn gây cản trở cho sự nghiệp chính trị của ông. Làm chính trị là phải biết chấp thời cơ và phải biết ngã giá quyền lực. Nguyễn Thành Phong làm được những việc này rất tốt. Nếu Nguyễn Thành Phong kiểm soát tốt dịch bệnh, phải nói rằng đó là cơ hội rất lớn để ông Nguyễn Thành Phong giữ lấy chiếc ghế quyền lực của mình. Nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu hiện nay của Nguyễn Thành Phong là khống chế, kiểm soát bằng mọi cách đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và nhanh chóng ban hành ngay các gói kích thích kinh tế, các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ở đây. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ tập trung triển khai các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nghĩa là muốn giữ lại chức thì phải biết nghe lời. Liệu rằng những yêu cầu của Nguyễn Phú Trọng đối với người đứng đầu thành phố là phải cứng với Lê Thành Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa? Nhiệm vụ này quả thật rất khó đối với Nguyễn Thành Phong, tuy nhiên không cam đoan và không thỏa hiệp thì không thể được. Làm chính trị là như vậy, là thỏa hiệp những điều mình không muốn để mưu cầu quyền lực. Vậy liệu Nguyễn Thành Phong có phản Lê Thành Hải hay không? Người dân cũng kỳ vọng vào việc chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ đưa Thành phố Hồ Chí Minh phải xử lý vụ Thủ Thiêm. Đây là vấn đề nhức nhối mà nhiều đời chủ tịch thành phố không làm được. Ông Nguyễn Thành Phong nói rằng ông sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vụ Thủ Thiêm. Đây là vụ án gai góc và bản thân ông Phong ở nhiệm kỳ trước cũng bị đẩy ra đối mặt với bà con dân oan Thủ Thiêm, nhưng ông ta cũng không làm gì được. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có nguyên nhân là khó xử lý vì vướng vào sai phạm của những tên tuổi lớn. Đây là hình ảnh liệu ông Lê Thành Hải có bị Nguyễn Thành Phong phản hay không. Người có dính phốt thì rất khó xử lý người dính phốt. Ông Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã có sai phạm khác mà đáng nói nhất là dự án tháp SGC quận 1 có diện tích tới 3.791 m², nơi xảy ra hỏa hoạn làm 60 người tử vong cách đây 15 năm. Sau 10 năm, dự án này vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang, gây lãng phí tài sản công nghiêm trọng. Thanh tra thành phố đã thanh tra toàn diện dự án tháp SGC và kết luận là thanh tra số 23 vào ngày 29 tháng 7 năm 2016 cũng chỉ ra rất nhiều sai phạm. Ông Nguyễn Thành Phong buộc phải ký công văn số 4492 vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 khi đó để đồng ý đề xuất của thanh tra thành phố. Từ kết quả thanh tra này, công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương lại đi đêm với ông Phong và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin gia hạn dự án. Thậm chí ông Phong còn chỉ đạo ông Trần Vĩnh Tuyến táo tợn ký văn bản số 1668 vào ngày 30 tháng 3 năm 2017 và công văn tiếp theo vào ngày 15 tháng 6 năm 2017 cho phép bán dự án tháp SGC và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của công ty đầu tư tài chính nhà nước cho công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan nắm giữ tới 60% cổ phần. Rất có thể để được ngồi tiếp chiếc ghế chủ tịch thành phố, ông Nguyễn Thành Phong buộc phải trở mặt với người quen cũ Lê Thành Hải. Nếu không làm như thế, thì cũng có thể ông Nguyễn Thành Phong lại trở thành một thanh củi kém. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 7 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thành Phong ngã giá gì với ông Trọng? Vì sao trở mặt với Lê Thành Hải? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.